3 cách nâng tần số rung động thuộc điều bạn mong muốn ngay lập tức. 1. Đó chính là thực hành lòng biết ơn. Biết ơn là một trong những cách nhanh nhất để có thể là tăng cường rung động của bạn. Hãy biết ơn để những gì bạn đang có. 2. Đó chính là yêu thương. Hãy khơi dậy lòng yêu thương trong bạn bằng cách nghĩ về những người mà bạn trân quý nhất. Tình yêu được tiến sĩ Howard Skin, tác giả của Hobo Hono, cho là một trong những loại cảm xúc mang đến tần số rung động cao nhất. Bạn nên nhớ rằng tình yêu ở đây không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, đó còn có thể là tình yêu với mẹ thiên nhiên, tình yêu với đồng loại, được không ạ? 3. Đó chính là cho đi. Không nhất thiết bạn phải cho đi tiền bạc. Đôi khi điều bạn cho đi chỉ là ánh mắt, nụ cười, hoặc là một lời nói, hoặc là một lời động viên với ai đang cần nó. Đừng kéo kiệt và tham lam, điều đó sẽ chỉ khiến cho tần số rung động của bạn bị giảm xuống và kéo theo những tình huống không tích cực tới với bạn mà thôi. Nên hãy ứng dụng 3 điều này để có thể là nâng cao tần số của bạn, thu hút những điều bạn mong muốn nhé. Và nếu như bạn mong muốn có được môi trường chia sẻ cách ứng dụng luật hấp dẫn chuyên sâu hơn để đạt mục tiêu về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ, thì có thể là nhấn vào link nhóm giữa bà ta để có thể tham gia nhóm học tập miễn phí cùng Lan nhé. Lan xin chào.